Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối nghe chuyện ngày hôm nay. Và mến chúc quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Bây giờ mình sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này như được chị Nhi gửi lại cho Như. Chị kể lần đó hai vợ chồng của chị có thuê một căn trọ này, mà không ngờ thuê trúng ngay một căn trọ có ma ở khu vực của quận Gò Vấp. Lần đó nhém chút xíu nữa hai vợ chồng của chị đã ly dị rồi. Thời điểm hai anh chị ở trọ lúc đó rất là khó khăn. Anh thì anh đi làm công nhân, còn chị hàng ngày chị cũng tới văn phòng làm việc bình thường thôi. Có điều cái lúc trước dịch nữa, hai vợ chồng có một cái khoảng thời gian ở nhà làm không ra tiền á, nên thiếu nợ. Bây giờ phải làm nhín từng chút lại để xoay sở trả luôn cái phần nợ đó, nên anh chị mới thuê một cái chỗ nhà trọ này. Nó cũng nhỏ chật hẹp, tồi tàn dữ lắm. Thuê cái trọ này với giá là 1.200.000 nha. Sự việc mà hai vợ chồng của chị Nhi mới gặp á là nó cũng gần đây thôi, mới đầu năm 2023 nè. Căn trọ hai vợ chồng của anh chị thuê á, nó cũng như những căn trọ bình thường, có điều là nó xây lâu rồi, ở phía trong nó nhìn rất là cũ. Phòng trọ này cũng có một cái gác ở phía trên, rồi một cái toilet nhỏ nhỏ trong phòng ở phía dưới, rồi diện tích của nó bề ngang chắc chừng độ 2,5 m, rồi rộng chắc cũng cỡ đó luôn à, nhỏ nhỏ. Chị để chiếc xe máy vô một cái là nhìn chật nứt cái phòng trọ luôn. Hai vợ chồng nói nhau, thôi giờ mình cũng khó khăn quá, kẹt tiền mà, ở đại đi, chừng nào mình ổn ổn hơn chút xíu, trả phơi nợ dần, thoải mái hai vợ chồng mình chuyển sang một căn trọ khác ở cho ổn hơn chút xíu. Cái căn trọ mà lúc trước hai vợ chồng anh chị thuê trong khu vực của quận Gò Vấp luôn là giá 2.800.000 nha. Cũng là phòng trọ mà giá đó là nó cũng bình thường rồi đó. Còn đằng này cái trọ 1.200.000 thì nó nhỏ, nó tàn hơn chút xíu, thôi kệ đi cũng được. Nhưng hai anh chị không ngờ cái căn trọ này vừa cũ kỹ lại vừa có ma. Vô ngày đầu tiên mà có phòng á, chị nhìn thấy ở phía vách tường kế bên cạnh cái chỗ bếp là nó có một cái quặng đen đen giống như là cái vết dơ vậy đó. Mà chị nhìn á, sao thấy giống bóng của một con người quá vậy? Chị đứng đó quan sát một lúc lâu, chị hỏi là: "Ủa cô ơi, cái này là gì vậy cô?" Chị chỉ vào ở trong cái lõm đen đen đó. Cái người chủ trọ mới trả lời: "Ở này dơ chứ đâu gì đâu con, sơn lâu ngày nó cũ á." Người chủ trọ này trả lời cũng qua loa thôi, rồi hỏi anh chị giờ có chốt không? Không chốt á, chiều nay sẽ có người khác vô coi trọ. Hai anh chị đắn đo một chút xíu, thôi nhìn kệ, cái này cũng được đi. Hai vợ chồng anh chị quyết định chốt luôn, chọn ở căn trọ này. Bà chủ phòng trọ, bà lấy tiền cọc, bà lấy 1 triệu, rồi cùng với 1.200.000 tiền nhà đầu tháng nữa là 2.200.000 ha. Bà lấy xong rồi bà nhanh chóng bà làm lẹ 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 bà đi, giống như bà không muốn ở lại đây. Từ lúc mà dắt chị với chồng của chị tới á, cái bà chủ phòng trọ đó bà đứng bên ngoài không à, bà không hề bước vào phía trong một giây phút nào cả. Chỉ có chị với chồng thì vô mình coi từng chút để mình ở. Mà cái bà đó như là bà sợ hay sao chị không biết, bà thấy cứ đứng ở ngoài. Bà đứng mà không phải đứng sát mấy cửa đâu nha, bà đứng xê xê ra một chút xíu, rồi bà đứng cũng như là bà cứ né 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 cái gì á. Chị lúc đầu không để ý nữa, nhưng khi chị ở trong căn trọ này gặp rồi, chị mới nhớ lại cái ngày hôm đó làm sao. Vô trong đây ở, tới ngày thứ ba, chị Nhi có một cái biểu hiện là lạ như thế này. Giữa khuya, chị xuống dưới chị nấu ấm nước lên, rồi chị nấu mì tôm. Trong khi chị đâu có ăn uống giờ này đâu, chị giật mình mở mắt ra. Cái mì tôm nó đang nằm ở trong cái son nhỏ giả đang sôi ùn ụt luôn. Chị ngớ ngửi nó: "Ủa tự nhiên mình nấu mì tôm chi vậy?" Chồng của chị nằm ở phía trên ghế á, ảnh cũng ngửi được cái mùi mì tôm đó. Ảnh hỏi là: "Ủa em ơi, em đói bụng hay gì giờ nấu mì tôm vậy?" Chị nói: "Em đâu có đói đâu, ủa mà sao em xuống đó tự nhiên em nấu mì tôm vậy ta?" Chị cũng tắt cái bếp ga rồi đi ngủ. Khuya rồi, chị đâu có đói bụng gì đâu, nhớ là mình đang nằm ngủ với chồng mà sao giờ xuống đứng đây nấu cái mì tôm nào không hay. Chị còn tưởng là mình bị mộng du thôi. Mà qua mấy ngày hôm sau cứ hiện trạng y chang vậy đó. Mua chục gói mì tôm để trong kệ bếp chừng nào đói ăn, mà chị cũng đói, cứ giữa khuya mình nằm ngủ là lại mộng du xuống nấu mì. Chị nhớ lại
Buổi sáng chị đi làm, chị ngồi chị mường tượng lại thì tối ngày hôm qua chị nằm ngủ chị nghe kêu vậy nè. Chị Nhi ơi chị Nhi, chị xuống nấu cho em gói mì đi chị Nhi. Chị Nhi mới nghe rõ ràng, giờ bà mới nhớ nè. Còn ngày hôm qua cái lúc mà bà say ke quá, cứ xuống rồi nấu mì. Chị nhớ con mắt của mình thì nhắm mà sao có thể nấu được một cái nồi mì hay dữ thần vậy ta. Ngày hôm nay trong nhà chị dẹp hết mì luôn nè, chị cất bỏ vô trong tủ lấy cái kệ đè lên luôn. Chị làm kỹ tới mức đó để coi tối nay có xuống nấu mì nữa hay không. Chồng chị mới hôm ảnh ghẹo: "Ủa Nhi ơi, bộ ở công ty á, đói bụng dữ lắm hay sao mà tối về em còn mộng dung xuống nấu mì vậy?" Anh ghẹo chị nói: "Đâu có đâu, ở trên công ty mà ăn uống đàng hoàng mà. Sao mà mấy bữa nay qua bên đây cái bị mộng du kỳ vậy ta?" Bị hết một tuần đó là không có bị nữa. Nhưng chuyển qua chồng của chị Nhi, ảnh tên là anh Vũ. Anh Vũ anh gặp, anh Vũ anh nằm xuống, anh nói là thường xuyên nhìn thấy có một cái bóng đen cứ đi qua đi lại xung quanh hai vợ chồng hoài à. Có hôm anh nằm nghiêng người qua một chút xíu, thấy có một cái bóng chân vừa bước ngang trước mặt của mình. Anh giật mình mở mắt ra thì anh thấy cái bóng đen đó đã đi tới cuối chân luôn rồi. Anh nhìn lại, anh thấy được cái bóng này là bóng của một người nam, mà tuổi tác thì không có biết nữa, bởi vì cái bóng nó đen xì lì à. Anh Vũ anh hết hồn, anh ngồi bật dậy liền. Thì anh nhìn tới nhìn lui không có thấy, nhưng mà ở trên tường bây giờ nó lại xuất hiện cái mảng đen đen giống như hình người, mà ở dưới cái phần bếp nó có một hình rồi đó. Ủa sao lại có cái này kỳ vậy ta? Ảnh xuống ảnh kiểm tra, cái hình ở dưới bếp á nó mất tiêu rồi, giờ nó chuyển lên ở phía trên gác. Ủa sao mà một cái mảng dơ nó có thể chuyển từ dưới nó chuyển lên trên được? Gì kỳ vậy? Hay là cái phòng trọ này nó bị ẩm thấp như thế nào? Ảnh cũng không quan tâm luôn. Mấy ngày đó anh Vũ anh cứ tưởng là ở chỗ làm á mình làm tay chân nặng quá nên về nhà mệt mình bị ảo giác thôi, mà gặp một hai ngày em nói qua mấy ngày em sau cũng gặp luôn, cứ thấy cái bóng đen nó đi qua đi lại. Hôm kia anh Vũ anh nằm ngủ cái anh bị nghẹt thở quá, anh vùng dậy tới chừng anh ngồi bật dậy được rồi là anh thấy cái phần gối đang đè trên lỗ mũi của mình nè. Ai đó lấy gối chặn lên trên cái lỗ mũi của anh lúc anh đang ngủ, mà chặn vậy lỡ đâu anh ngộp thở rồi sao? Lúc anh ngồi dậy rồi, chị Nhi bà nằm ở kế bên vẫn còn ngủ rất là ngon, tức là không phải chị Nhi làm. Nhưng trong phòng trọ có hai người à, một vợ một chồng, bà vợ mới nằm ngủ, ông chồng bị như thế này thì ai là cái người làm điều đó? Ảnh có kể cho chị nghe thì chị cũng thấy làm lạ rồi. Mấy hôm mới chị còn bị mộng du xuống nấu mì tôm nữa. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, có khi nào ở trong phòng trọ này có ma hay gì không? Nói tới đó bắt đầu là cười phá lên, bởi vì giỡn giỡn vậy thôi nhưng ai dè có ma thiệt. Tính ra trong vòng một tuần lễ đầu tiên thì chị với chồng thấy những hiện tượng như vậy là cũng nhẹ nhẹ thôi. Nhưng bước qua cái tuần thứ hai rồi á, càng ngày những hiện tượng gặp ma nó càng ghê rợn hơn nữa. Ngày hôm đó chị Nhi đang tắm, ở phía ngoài á, nó không có cửa có toilet, chỉ có một cái màn xõa sụ xuống thôi. Cái màn này bằng vải, chị vô là chị tự gắn vô á. Chị tắm ở phía trong, chị thấy chồng của mình á đứng phía ngoài, mà thấy cái bóng của ông đứng quay lưng lại, ông làm gì cũng đứng im ru nhìn mình. Hai vợ chồng cưới nhau cũng lâu rồi có gì đâu mà đứng nhìn vậy. Chị mới lên tiếng chị hỏi: "Ủa anh Vũ, anh làm gì anh đứng nhìn em như vậy?" Ở ngoài á anh Vũ anh không có trả lời, mà nghe tiếng của anh Vũ tự trên gác anh nói: "Ủa Nhi, em nói gì hả Nhi?" Chị Nhi mới ngớ người luôn: "Ủa sao mình thấy ổng đứng ở phía trước này mà nghe cái giọng của ổng mà nghe đâu trên gác kỳ vậy?" Ở phía trên gác anh Vũ anh lại lên tiếng hỏi chị là có gì không. "Ủa mới thấy ở trước cửa đây mà sao giờ ảnh trên gác ta, không lẽ mình nghe nhầm?" Chị Nhi kéo cái màn qua liền. Khi mà chị vạch cái màn qua rồi á, ở trước mặt của chị không có ai hết, mà nghe thấy tiếng của anh Vũ ảnh kêu chị từ phía trên gác á. Chị nói: "Ủa anh trên gác hả?" Anh nói: "Ừ anh trên gác nè." Chị mới thấy lạ, mới rõ ràng thấy ổng đứng ở trước cửa nhà vệ sinh mà sao giờ ổng trên gác kỵ ta. Chị quẹo vô tắm tiếp. Trong lúc chị tắm chị cứ cảm thấy người của mình nó nhột nhột làm sao á. Đó là cảm giác khi mà bị ai đó nhìn lén, cứ rợn rợn người.
bởi vì cái người nào đó đang nhìn chị, mà đâu có ai nhìn chị đâu. Chị tắm ở trong toilet này, ba góc tường với lại một cái màn che phía trước rồi. Từ phía trong nhìn ra, chị không thấy ai ngoài màn nữa mà cái cảm giác nó rất là kỳ. Thôi cũng tắm lẹ lẹ xong lên trên nằm chung với chồng. Từ ngày hôm đó chị Nhi với chồng biết vụ gì, cái lộn hoài à. Hai vợ chồng đồng lòng với nhau là ráng vượt qua cái lúc khó khăn này. Bởi vì hai người cưới nhau là cũng được 2 năm mấy 3 năm rồi, nhưng chưa có sinh con nha. Do đến lúc mà cưới nhau là về ngay cái đợt dịch, lỡ đâu sinh rồi không có nuôi nổi mất công, nên hai anh chị vẫn chưa có dám sinh con. Nhiều khi ăn uống bình thường cũng cự cãi, hay là nói chuyện cái thì chị sẽ khó chịu, còn không anh Vũ sẽ khó chịu. Cứ như vậy đó mà hai vợ chồng cãi nhau ổm tỏi trơn. Dù những cái chuyện đó nó không có đáng kể nữa. Chỉ khi ở trong phòng trọ mới bị như vậy thôi. Còn đi ra ngoài á, chồng chị chở chị đi làm thì hai người nói chuyện bình thường, vui vẻ tình cảm dữ lắm. Ủa sao mà kỳ vậy ta? Anh nói là: Nhi ơi, sao dạo này em nóng tính quá vậy? Cứ về nhà là em cự lộn với anh. Chị cũng nói lại cho nó là: em thấy anh cũng vậy á, hai đứa mình ra ngoài đường là bình thường, mà cứ về nhà cái là có chuyện, sao mà kỳ cục vậy? Hai người cũng không biết phải làm sao cả, và cũng chưa có xác định được nguyên nhân chính là tại căn phòng trọ mà hai người đang ở. Sau mấy đêm, chồng của chị ngủ giữa đêm, chị nghe ảnh la sầm hết trơn ạ. Chị mở mắt ra, chị nhìn thấy anh Vũ anh bị kéo sát vô mé tường. Hai cái chân của ảnh là nó nằm cao ở phía trên vậy nè. Còn nửa phần lưng của ảnh thì vẫn còn nằm ở trên gác. Ủa anh bị cái gì vậy? Chị cũng ngồi bật dậy, chị nắm cái chân của ảnh mà từ cái phần mông là nó hở lên luôn. Ai đó đang cầm cái chân của ảnh mà xách lôi lên như vậy. Chị sợ quá, chị kéo một hồi, cái chân của ảnh rớt một cái phịch xuống. Đau quá, ảnh la sầm hết. Chị cũng đỡ ảnh dậy cho là: anh ơi, anh có sao không? Dạch cái ống quần của ảnh lên, thì ở hai cái phần mắt cá chân á, chỗ đó nó sưng tấy lên hết trơn ạ. Nó tím liệm luôn, và mình thấy rõ ràng được dấu bàn tay bấu chặt vào. Anh nói: em ơi, hình như hồi nãy ai kéo chân anh đó vậy em ơi. Chị thì chị không có nhìn thấy ai kéo ảnh cả, mà cái dấu bàn tay này quá là rõ ràng rồi, anh bị ai kéo vậy? Anh sợ lắm. Đêm hôm đó anh nằm ngủ cứ lăn qua lộn lại hoài mà không có vô giấc được. Tới gần sáng con mắt của anh nó thâm xì lại như con gấu trúc luôn. Rồi anh nói là: em ơi, hay là mình chuyển đi đi, trọ này nó có ma gì rồi em ơi. Chị thì cũng cảm nhận được phần nào trong căn trọ này, ngoài chị với chồng ra hình như là có một ai đó nữa, nhất là cái phần mà cái bóng dơ dơ trên mé tường á. Có khi thì nó xuất hiện ở dưới bếp, có khi thì nó lại xuất hiện ở trên gác. Lúc nào mà hai vợ chồng của chị ở phía hướng dưới bếp thì cái bóng đó nó sẽ ở dưới bếp, còn khi nào mà hai vợ chồng của chị ngủ là nó di chuyển lên trên. Không để ý thì thôi, nhiều lúc chị ngồi im á, chị nhìn trực diện vào ở trong cái phần dơ dơ đó, chị thấy cái bóng dơ dơ hình người đó, nó di chuyển, có khi là nó di chuyển, nó nhích cái tai, nó nhích cái vai, nó nghiêng cái đầu. Chị còn tưởng là mình qua mắt không à. Rồi ở trong cái phòng trọ này bóng đèn nó cũng cũ kỹ chứ không phải là sáng trưng lên hết cả phòng. Chị nhìn nhiều khi cứ tưởng là mình bị ảo giác. Hai người nói với nhau: thôi ráng ở tới cuối tháng rồi chuyển đi, chứ mình vừa mới đóng tiền nhà rồi tiền cọc nữa, 2 triệu mấy lúc đó với vợ chồng của chị nhiều dữ lắm, nên ráng là ở lại luôn. Biết có dông rồi, chị Nhi có mua một ít bánh trái về để cúng ở trong phòng, mong cho cái dông đó đừng có hù hai vợ chồng, để cho chị với chồng ở được yên ắng đi. Chị cúng thì chị không gặp, nhưng anh chồng của chị, anh Vũ, anh lại bị đè. Anh nằm ngủ tới khoảng 1 giờ mấy, chị nghe anh hứ 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 hứ. Chị mở mắt ra, thấy anh nằm kế bên, hai tay của anh vịn lên trên cần cổ, con mắt thì trợn trắng giả, mặt mày của anh tím tái lại luôn. Cái chân của anh đạp đạp đạp, anh đang dùng dãy cái gì đó. Chị mới kêu: anh Vũ, anh bị gì vậy anh Vũ? Lai người của anh mà mất đâu gần 1 phút lận á, ảnh mới buông tay được. Anh ngồi dậy, anh thở hước 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 lấy hơi lên không à. Một lát sau bình tĩnh lại rồi, anh Vũ mới kể cho chị nghe: hồi nãy anh nằm ngủ, anh bị cái bóng đen của cái người đàn ông đó đè ảnh, rồi bóp cái cần cổ của ảnh,
đè lên trên cái phần bụng vậy nè, không có cho ảnh nhúc nhích gì được cả. Ảnh cố gắng cựa ngoậy mà cựa ngoậy không được. Ảnh mở mắt ra rồi ảnh vẫn còn thấy cái bóng đen đó, tức là không phải một giấc mơ, ảnh đã bị cái bóng đen nó đè thiệt. Sợ quá, anh nói là thôi em ơi em, chắc chắc hai đứa mình đi chỗ khác ở quá. Chị thì cũng muốn đi lắm nhưng mà điều kiện kinh tế chưa có cho phép, kêu ảnh ráng ở lại đi. Hai vợ chồng chị cự lộn, người thì muốn đi, người thì còn lưỡng lự như vậy, cãi nhau sùm hết trơn à. Thì cái lúc đó giận dữ quá, có tán đồ này kia hơi lớn tiếng, mấy người ở phòng trọ kế bên người ta lên tiếng nhắc nhở rồi, chị với chồng mới thôi im lặng. Lúc đó chị với chồng chiến tranh lạnh luôn. Hai người vẫn ở chung trong một căn trọ nhưng mà người ngủ trên, người ngủ dưới. Chị ngủ phía trên, chị nằm trở mình qua chút xíu vậy nè, chị theo thói quen cứ đưa tay ôm chồng mình, mà hình như lúc đó chị ôm trúng một người nào không phải là chồng của mình. Anh Vũ anh đang nằm ở phía dưới bếp á. Chị cũng lúc chị cũng nằm, chị đưa tay chị mò mò vậy nè, tại vì cái thói quen đó là cái thói quen mấy năm trời rồi. Chị vú lên trên ngực của chồng mình, ở trên ngực của anh chồng á là cái phần ngực á của anh lắng o à, mà sao vậy chị mò hình như là chị đụng phải một cái chòm lông. Ủa sao mà có lông đây nó vậy trời, hay là mình mò lên tới cái đầu của anh trời? Không phải. Chị giật mình mở mắt ra, chị thấy đó là một người thanh niên, chừng độ 25 26 tuổi, là nhỏ tuổi hơn chị nè. Cái người này nhìn cũng cao cao cũng đẹp trai nha, mà có điều cái mặt có xanh lè à. Nằm ở kế bên mặc cái áo sơ mi, phạch cái ngực ra, cái tay của chị đang mò trúng lên cái ngực của cái anh này. Chị hết hồn rụt tay dậy rồi ngồi bật ra. Chị nhìn lại á, cái người trước mặt biến mất tiêu à. Chị đưa tay chị mò thử, thì ở vị trí mà hồi nãy người đàn ông nó nằm, cái chỗ nó lạnh ngắt luôn, nó lạnh giống y chang là mình để cái chiếu này bỏ vô trong tủ lạnh á. Chị còn rợ phía trên như thế này nữa, cái cảm giác lạnh nó lên tới trên phía trên luôn. Ủa cái gì vậy? Chị nhìn xuống, chị thấy chồng của chị đang nằm dưới gác nè. Chị tán vô trong mặt mình mấy cái. Chị nhìn lên, lại thấy cái quận dơ dơ hình người kia đang đối diện trực tiếp, hình như á là cái bóng đó đang nhìn chị thì phải. Chị cũng ngồi im, chị trợn mắt chị nhìn. Chị thấy được có cái gì đó vừa mới sáng lóe lên một cái, nó chị lóe lên một cái là nó biến mất liền à. Cái gì đó sáng trưng vậy trời? Chị sợ quá chạy xuống nằm kế chồng mình, mặc dù giận giận vậy đó chứ cũng xuống nằm kế luôn, chứ ở trên đây sợ ma quá. Chồng chị nói ủa làm gì xuống đây ngủ rồi. Chị cũng giận không nói tiếng nào trơn á. Hai vợ chồng nằm cạnh bên nhau không có nói nữa, tới buổi sáng thì đi làm. Anh Vũ rất là nhiều lần thuyết phục chị bỏ tiền cọc luôn đi, giờ mình gói ghém hơn nữa đi chỗ khác ở. Nhưng cái số tiền còn lại của tháng này chỉ còn đủ tiền ăn, nếu mà mình đi một cái là thiếu hụt liền 1 2 triệu, lúc đó cũng là tiền ăn của gần cả chục bữa lận. Đi rồi giờ làm sao, vẫn chưa có tính được cách. Chị chưa muốn đi, ảnh thì ảnh cứ kêu đi hoài. Hai người nói là thôi để về nhà đi nói chuyện, giờ mình đi làm rồi. Đi ra ngoài đường gặp khó khăn mâu thuẫn gì thì nói chuyện rất là bình thường, không có cãi giả lớn tiếng gì hết, mà về nhà một cái là đùng đùng chiếu chiếu chửi sùm hết trơn ạ. Cãi nhau được vài tiếng ảnh giận quá, ảnh xách xe ảnh bỏ đi luôn. Còn chị đóng cửa lại trong phòng, chị rất là giận, chị nói là bữa nay đi đâu đi luôn đi ngang chứ không có cho về nhà, về là chị không có mở cửa đâu. Chị đóng cửa lại ở trong, chị nằm xuống chút xíu cái buồn ngủ lúc nào cũng hay, chị nằm ngủ gật ở dưới khu vực của bếp. Thì cái lúc mà chị nằm ngủ á, chị nghe thấy tiếng đẩy cửa cái két mở cửa vô, chị thấy cái cửa phòng trọ nó mở rồi có một cái bóng người đi vô nữa. Đinh đinh trong đầu là ông chồng mình á, chứ không ai hết trơn á. Nhưng mà lúc đó chị mệt dữ lắm, con mắt nó sụp xuống mà tay chân thì nó quể quải không có nhấc lên nổi nữa. Mà người đó vô thôi kệ đi, chị thấy cái người đó đi xuống dưới bếp xong rồi đi dạo trong nhà vệ sinh rồi trèo bên trên gác rồi làm cái gì đó lục đục lục đục. Mỗi lần chị mở mắt ra chị sẽ thấy cái bóng người đó là đứng ở một vị trí. Cái một hồi á, chị thấy cái người đó nằm xuống ở cạnh bên chị, nằm ngủ mà tựa cái lưng vô trong lưng của chị á. Chị cũng trở người qua, nghĩ là ông chồng mình về nè, nói chuyện. Mà ai dè cái người đó chủ động đưa tay qua ôm eo của chị trước nha.
Chị nói là cái gì? Hồi nãy hùng hổ lắm mà, đi luôn mà, sao giờ về rồi? Con mắt của chị vẫn nhắm để đó, nhưng mà chị lớn tiếng chị nói vậy á, thì cái người đó mới nói nhỏ vô trong lỗ tai của chị Nhi. Chị Nhi ơi, chị bỏ chồng chị đi chị, cái anh đó anh không có tốt đâu. Ai nói chuyện với mình vậy? Chị mở mắt ra liền, thì đó chính là cái người đàn ông hai mươi mấy tuổi chị thấy ở phía trên gác nè. Ủa sao giờ đang nằm mà thấy đẹp trai ngang, chứ không phải là xấu xí gì đâu. Chỉ có điều là da mặt nó hơi xanh xanh một chút xíu, chứ còn mặt mày thì không có máu me gì cả. Tay thì đang để trên eo của chị như thế này nè. Người đó lại kêu chị bỏ chồng chị đi chị Nhi, ở đây với em. Cái người đó vừa nói mà nhìn ánh mắt trìu mến lắm, nhìn chị chậm chậm vậy á. Chị bị đứng hình ngay lúc đó, mở mắt nhìn cái người đó cũng nhìn chị, rồi cái người đó lấy cái tay xoa xoa eo một chút xíu là biến mất. Sau khi đã biến mất chừng 5 phút rồi, chị mới nghe thấy tiếng chồng kêu cửa ngoại, anh Vũ anh về rồi. Anh kêu là Nhi ơi, Nhi ơi mở cửa cho anh đi Nhi. Chị Nhi đứng hình mất một lúc, anh Vũ bên ngoài anh kêu cửa mà không nghe chị trả lời, anh Vũ anh quạo luôn. Chị bực mình quá, chị đi ra mở cửa thì chị thấy ảnh là ảnh đi ra ngoài, ảnh mua ít đồ ăn giặt về cho chị để xin lỗi chị nè. Thôi thấy vậy chị cũng xiêu lòng để ảnh vào trong nhà. Chị mới nhớ lại cái cảnh hồi nãy sao mà nó kỳ quá, nhưng chị không có dám kể cho chồng nghe nghe. Không lẽ chị nói là hồi nãy cái hồn ma đó hiện ra kêu em bỏ anh. Chị thì không có kể cho chồng nghe cái vụ đó, chị giữ ở trong lòng và cảm thấy suy tư rồi. Ảnh về á, ảnh mua đồ năn nỉ, đáng lẽ hai vợ chồng sẽ làm quà, nhưng mà không. Về cũng quà mà quà chừng đâu độ nửa tiếng thôi, lại cãi lộn tiếp. Mà cái vấn đề cãi lộn nó trớt quớt à. Cái gối mà chị thay cái ra gối ra, chị đem giặt rồi, cho nên cái phần gối còn lại nó không có cái ra ở bên ngoài. Mà ảnh kiếm chuyện hay gì á, ảnh chửi chị. Chị mới tức quá, chị nói là thì cái ra gối của mình nó dơ quá, mình đem giặt là chuyện bình thường thôi, giặt dở phơi chưa khô, vậy mà hai vợ chồng có chuyện để cự cãi cho được nữa, nó rất là vô duyên. Rồi cự cãi xong, anh ngủ ở dưới em ngủ trên, lại tiếp tục chuyên mục giống như ngày hôm qua. Ngủ tới giữa đêm chị nghe anh Vũ anh la lên, chị lại giật mình dậy thấy anh Vũ anh bị quăng. Chị thấy rõ ràng cái cảnh cái phần người của anh bị quăng cái đùng vào trong cửa cái phòng trọ luôn. Mà cửa cái phòng trọ này là nó dạng cửa như là cửa nhôm á, lớp nhôm mỏng mỏng, út quất một cái nó kêu vang động hết trơn à. Chị lật đật chạy xuống hỏi anh có sao không. Chị thấy một bên cái chỗ má của anh như thế này nè, sao mà nó tím ngắt ngay đó, rồi cái phần người của anh bị đập vô nó cũng tím luôn cái phần hông. Anh Vũ anh nói là ơi anh nói rồi, anh kêu em đi đi không chịu, ở đây nó liện anh ra ngoài nó đuổi anh đi kìa. Chị hỏi ai ai đuổi anh. Anh Vũ nói thì cũng ma chứ ai nữa, cái thằng ma ở đây nè nó làm gì nó đuổi anh hoài à. Chị Nhi không biết cảm giác của chị lúc đó làm sao, tự nhiên chị lại muốn bênh vực cho cái hồn ma kia, không biết tại sao chị lại có cái cảm giác như vậy. Thôi cũng lấy dầu xoa bóp cho chồng mình, mà lỡ tay chị đụng hơi mạnh chút xíu ảnh lại cự chị lúc đó chị cũng nóng tính dữ lắm. Rồi hai vợ chồng lại tiếp tục cự lộn nữa, giận quá chị lên trên chị nằm ngủ luôn, còn ảnh dưới đây ảnh làm gì kệ ảnh. Sau nhiều ngày như vậy, tình cảm của chị Nhi dành cho anh Vũ từ từ nó cũng vơi dần. Bởi vì thứ nhất là mình bị áp lực nợ nần, áp lực công việc, rồi còn thêm cái việc về nhà hai người cứ cự cãi nhau hoài, cảm thấy là ảnh không có hiểu chị, nên chị cũng dần dần phai nhạt tình cảm với ảnh rồi. Nhiều lúc đi chung một chiếc xe, hai người không có nói chuyện với nhau một câu nào hết trơn. Cứ liên tục mấy ngày trời như vậy, chiến tranh lạnh, chị thì nằm ở trên, ảnh thì ở dưới, ăn uống thì cũng ăn với nhau mà không thấy là nói chuyện gì hết trơn á. Chị cũng buồn dữ lắm, ảnh không chủ động làm quà, chị cũng vậy luôn. Đỉnh điểm cho tới một ngày, ảnh đi nhậu. Sau khi chở chị về nhà rồi á, ảnh đi nhậu với đồng nghiệp của ảnh. Đâu tới 11 giờ mấy, gần 12 giờ, ảnh mới về. Lúc ảnh về là người của ảnh xỉn bét nhè rồi, mùi rượu nồng nặc hết trơn à. Ảnh vào ảnh lẹ nhẹ chị chửi ảnh, cái ảnh mới nạt chị. Rồi lúc đó ảnh còn vung tay đánh chị nữa, ảnh quật qua một cái trúng ngay cái má của chị nè, chứ không phải là ảnh đấm đá gì chị hết, chỉ là vô tình sớt chị một cái bập tay. Nhưng mà đây là lần đầu tiên ảnh ra tay với chị.
Chị không nghĩ mình lại có một người chồng lại có thể ra tay đánh vợ như vậy. Chị xô ảnh ra, rồi ảnh cũng lại xôm xôm tới, mà một hồi ảnh ngã quỵ xuống luôn, ảnh nằm ngủ quên. Trời ơi, chị lúc đó là máu dồn lên tới não rồi, rất là tức. Và chị cũng giận chồng của mình dữ lắm. Chị kể luôn cho ảnh nằm đại dưới đất vậy đó. Chị lên trên gác chị ngủ. Khi mà chị lên trên gác chị nằm, tức quá đâu cũng ngủ được đâu, mà uất ức nữa. Nước mắt nó cứ chảy dài như thế này. Trong lúc chị nằm nghiêng một bên, tủi thân khóc một mình, thì ở phía sau chị có cảm giác như ai đó mò lên trên vai của chị, kêu: "Chị Nhi ơi, chị đừng khóc nữa. Chị bỏ ảnh đi, ảnh không có tốt với chị đâu." Mình đang buồn mà có người nào đó đồng cảm với mình, chị xoay người qua, đó chính là cái người nam kia. Người đó bây giờ một tay thì để lên trên vai của chị, còn một tay kia lấy xoa đầu chị như thế này nè. Trong lúc mình buồn quá, tự nhiên lại có một cái hồn ma an ủi mình. Chị lại hết sợ ma ngang ngay lúc đó nha. Cái hồn ma đó còn ôm chị, ôm nhẹ nhẹ vào trong ngực của người đó nữa. Dù chị Nhi không có cảm nhận được hơi ấm, chị thấy hơi lạnh thôi, nhưng mà lúc đó chị thấy mình đang được đồng cảm, chị cũng thấy nguôi bớt đi phần nào. Chị nghe chồng của mình á, ảnh dạo trong toilet, ảnh huệ huệ dưới, nghe bực bội không? Mình trên đây thì mình tức mình khóc hồi sớm giờ, ảnh ở dưới nằm ngủ không hay biết gì cả. Hồn ma này lại vuốt đầu của chị kêu chị: "Ly dậy anh đi." Chị nhìn vào trong ánh mắt của cái người nam đó, chị vẫn nhớ cái người nam á, có cái lỗ mũi rất là cao nha. Và anh này ảnh nói cái tiếng là, ảnh nói cái giọng của người miền ngoài á. Ảnh không nói là ảnh tên gì quê đâu, nhưng mà chị nghe chị đoán ảnh là ở ngoài miền Bắc á, nghe giống giống như giọng của người Thanh Hóa. Nghe thì chị đoán được giống như là cái tiếng đó. Còn chị ở trong này á, chị nói tiếng miền Nam. Mặc dù ảnh nói cái tiếng hơi dùng miệng một chút xíu, nhưng chị vẫn có thể nghe rõ được là ảnh muốn nói cái gì với chị. Ảnh ôm chị cứ ngắt luôn. Chị thấy cái anh này lúc đó là không có đáng sợ nữa. Mặc dù biết là một hồn ma nhưng chị không có thấy sợ. Chị cũng nằm im vậy luôn. Tới buổi sáng mở mắt ra, chị thấy cái phần tay của chị nó lạnh tê buốt à. Nhưng đã tới giờ đi làm rồi, chị đi làm. Chị xuống chị thấy anh chồng chị kệ luôn. Xe thì chị không có lấy đi, để cho ảnh chạy tới công ty. Chị thì chị bắt xe ôm công nghệ tới chỗ làm. Tự nhiên trong đầu của chị lóe lên cái ý định sẽ ly dị cái người chồng này, nghĩ ảnh không hợp với mình nữa. Mấy ngày trời chị cứ đi về đó, không có thèm nói chuyện, không có thèm chạm mặt với ảnh. Anh Vũ anh tức quá, anh nói là: "Ủa Nhi ơi, dù gì anh với em cũng là vợ chồng mà, sao anh gọi điện em không nghe, rồi anh tới anh đón em à, em không để cho anh chở em về." Chị kêu: "À anh ơi, mình ly dị đi." Anh giật mình nói là: "Ủa sao ly dị, tự nhiên em đòi ly dị?" Chị mới kể lại hết tất cả những uất ức của mình, là cãi lộn ở trước công ty luôn. Anh lúc đó anh xui nha. Anh nghe chị rồi anh đứng đó anh xin lỗi. Anh nói là anh không cố ý, anh không biết tại sao khi mà anh về trong cái căn phòng trọ đó là anh lại cứ bị như vậy. Anh không có kiềm chế được bản thân, anh khó chịu với em, rồi em cũng vậy, em cũng khó chịu với anh đó. Chị mới nhớ lại, ờ đúng thiệt, vợ ra ngoài đường thì bình thường nè, chứ mà về nhà mà anh nói gì trái ý một cái là chị không chịu liền. Anh năn nỉ chị: "Dù vậy mình ở đây cũng lâu rồi, gần tới tháng đóng tiền nhà nó rồi, hay là mình chuyển đi đi." Ảnh năn nỉ chị, cho ảnh một cơ hội. Thì dù sao hai người cũng là vợ chồng ở với nhau, đồng hành những cái lúc mà gian khó tới giờ. Mặc dù tới bây giờ vẫn còn khổ, nhưng mà mình thương cái người này dữ lắm. Đâu phải vì những cái nguyên nhân nhỏ nhặt như vậy mà mình lại có thể ly dị được. Tại sao ở nhà mình lại có cái ý định đó? Chị chấp nhận luôn. Về hai vợ chồng thu xếp hành lý. Trong lúc mà chị dọn á, chị cứ nghe kêu: "Chị Nhi ơi, ở lại với em đi." Mỗi lần mà nghe kêu, chị quay lại đằng sau lưng của mình là thấy cái bóng đen đó xuất hiện ở sát với mé tường á. Không phải là cái bóng dơ dơ kia nữa đâu, cái bóng dơ dơ giờ hết thấy rồi. Chỉ còn thấy là cái bóng đen đó kêu chị mà cái tay muốn giới ra đụng chị, nhưng cái bóng đen đó không có nhào tới được, bởi vì bây giờ đang là ban ngày. Hai vợ chồng nhanh chóng thu dọn xong, khi mà chị bước từ trên gác chị bước xuống á, là chị bị xô nha. Đáng lẽ mình đi từng bậc chân xuống bình thường, chị cũng đi y chang như vậy đó, mà tới khi còn hai bậc nữa xuống tới ở dưới mé đất rồi,
chị bị ai đó tự trên á xô xô cái đầu của chị ngửa ra vậy nè. Bà chị thì chới giới quá, không có kịp bám vào ở trên cái thành của cái cầu thang. Nhờ hên có chồng chị phía dưới ảnh đỡ chị kịp, chứ không mà chị té xuống như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Chị nhìn lên, chị thấy cái bóng của cái người nam đó tự trên gác đang nhìn chị, và con mắt giận lắm, con mắt thì mở trừng trừng trọn vậy nè, ghê lắm. Mấy hôm trước á nhìn bình thường, nhưng mà sao hôm nay nhìn cái mặt giận dữ vậy? Chị sợ quá, chị chỉ lên, chồng chị giờ anh không thấy, có chị thấy thôi. Đó là cái quyết định sáng suốt, hai vợ chồng phải chuyển đi liền, chứ còn ở trong căn phòng trọ này á, càng ngày chị ở đây chị sẽ bị cái vong của cái người nam kia theo. Rồi nhiều khi là ám chị rồi bị duyên âm như thế nào đó không biết, mà chắc chắn hai vợ chồng chị sẽ ly dị luôn đó. Rồi chuyển qua một chỗ khác ở liền. Khi mà sang cái chỗ mới á, dù giá nó cao hơn một chút xíu, đây mới là giá chung của thị trường nè, chứ còn cái giá mà 1,2 triệu chị thuê á là cái giá nó quá rẻ rồi. Chuyển sang chỗ mới cái tự nhiên nó hết ngang à, mọi thứ bình thường, hai vợ chồng cũng hòa thuận yêu thương trở lại, không có cãi lộn nhau mà giờ còn nhường nhịn hơn. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, chị kể lại hết tất cả cho chồng mình nghe. Chồng chị nói chắc là cái hồn ma nó khoái em, cho nên là nó đuổi anh hoài, anh cứ nằm ngủ là nó đuổi anh đi, có hôm nó nắm cái giò anh, nó lôi giục anh ra ngoài cửa nữa. Chị cũng biết rồi, chắc là chị hợp vong hợp vía với cái hồn ma của cái người nam đó, mà hên quá đã đi kịp thời, chứ còn ở tới bây giờ không biết phải làm sao. Đó là toàn bộ câu chuyện như được chị Nhi gửi lại cho Như, một câu chuyện cũng rất là hay quý vị. Ở trong những cái chỗ mà có vong vậy á, nhiều khi quý vị để ý, không phải là ở trong câu chuyện của chị Nhi không nha, mình ở những cái chỗ nào mà nó có tâm linh, mà ở đó người ta vong, vong xấu người ta không cho mình ở, là người ta sẽ quậy gia can lục đục, vợ chồng cứ cãi nhau, rồi con cái không hòa thuận, đủ thứ chuyện hết trơn hả. Giống như hồi trước á, Như có kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà ở trong cái căn nhà nó có vong, hại cả gia đình, làm ăn lụng bại, con cái thì mất, vợ cũng mất mạng luôn, chỉ còn lại có mỗi người chồng thôi. Tới khi mà người chồng nhận thức ra được vấn đề đã quá là muộn rồi. Thôi, đây là câu chuyện thứ nhất, bây giờ mình sẽ sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này như được chị Linh gửi lại cho Như. Hồi lúc trước ở trong xóm của chị Linh á, có cái vụ này là của anh Hùng. Chị thì chị biết về anh Hùng này, ảnh lớn hơn chị vài tuổi. Hồi năm học cấp 2 á, chị học lớp 6, là anh Hùng này ảnh học lớp 9. Thấy ảnh cũng đẹp trai ngời ngời, mà anh Hùng này ảnh giỏi lắm. Nghe nói là sau khi đi học về, ảnh còn phụ mẹ buôn gánh bán bưng, rất là chịu khó. Tới khi lớn lên rồi, anh Hùng á là nghe nói ảnh làm ăn gì đó cũng lớn. Thấy ảnh có một giai đoạn ảnh thành công trở về, ảnh đi ô tô, ảnh xây nhà cho ba mẹ của ảnh. Nhưng đùng một khoảng thời gian sau đó, nghe nói anh Hùng ảnh bị vỡ nợ. Ảnh thiếu đâu rất là nhiều tiền, nhưng mà không có dám về để nói với ba mẹ của mình, không có kêu ba mẹ bán nhà bán xe để trả cho ảnh cái phần nợ đó. Ảnh gánh chịu hết luôn. Thì sau một cái quá trình thiếu nợ như vậy rồi, con nợ ta xuống ta đòi dữ quá, rồi quần ảnh, ảnh bị về cảm xúc á, tâm lý không có được ổn định. Lúc đó anh Hùng ảnh quẩn quá à, ảnh bỏ đi đâu biền biệt mấy ngày trời, gia đình rất là lo, cho tới khi phát hiện ra anh Hùng á, ảnh mất ở trước ngôi miếu ở đầu làng luôn. Ở cái chỗ ngôi miếu này là ở trong đó là có thờ thần gì đó không biết nữa. Chị thì chị thấy đi ngang cũng để ý vậy thôi, nhưng mà thờ ai hay là thờ vị thần nào chị không có biết ha. Khi mà người ta tìm thấy cái xác của anh Hùng này, ảnh tựa đầu vào trong ngôi miếu, mặt mày trắng chạch à, và ở bên miệng thì sùi bọt ra, chắc là ảnh đã uống thuốc gì đó. Sau khi ảnh mất cũng tội nghiệp quá, gia đình đưa ảnh về nhà, ba mẹ chỉ có một người con duy nhất là anh Hùng thôi, không ngờ ảnh qua đời vậy. Thôi dù vậy con của mình cũng mất rồi, đem về tổ chức đám tang cho ảnh. Nhưng có điều ba mẹ anh Hùng đã quên mất đi cái việc phải rước vong của ảnh về nhà, đem cái xác về không à, chứ vong của ảnh lại vẫn ở lại trong ngôi miếu này. Từ hồi trước tới giờ ở chỗ ngôi miếu là không có nghe bất kỳ một câu chuyện ma nào cả, kể từ khi có cái vụ của anh Hùng. Hôm đó chính chị Linh là người đã trải qua cái lần gặp ma này luôn. Hôm rày chị có nghe là nhiều người đi ngang qua đây, thấy vong của anh Hùng, ảnh cứ đi tới đi lui ở trước ngôi miếu, người ta thấy cái vong, thấy mặt mũi của ảnh rõ ràng lắm.
Chị nghe thì chị không tin, cứ nghĩ là người ta qua mắt thôi. Nhưng tới ngày hôm đó buổi tối chị chạy ngang, chị đi từ hướng xa xa, chị thấy bóng của một người đàn ông đang đi bộ cặp mé lề. Cái chỗ ngôi miếu là nó cũng gần gần với mé lề nè. Mới đầu chị thấy thì chị không biết đó là anh Hùng đâu, thấy mặc một cái áo sơ mi rồi một cái quần tây bỏ thùng ở bên ngoài. Cái người đó đi mà thấy đi chậm lắm, chị chạy gần lại, chị vô tình liếc mắt ngang vậy nè, thì chị thấy đó chính là anh Hùng. Chị hết hồn, tưởng mình qua mắt không à. Chị thắng xen cái kịch lại, quay lại nhìn anh Hùng thiệt, đâu phải là chị bị qua mắt đâu. Anh không có để tâm tới chị nghe, anh cứ cúi mặt anh đi, anh cứ đi về phía trước, anh đi từng bước rất là chậm rãi. Và chị nhìn xuống, chị thấy anh đi không có chạm mặt đất, thấy là nó hỏng mặt đất chừng một khúc như thế này thôi chứ không phải là quá cao. Anh đi từng bước rất là nặng trĩu, anh đi chút xíu anh đưa tay anh vuốt cái mặt của anh như là anh buồn quá vậy đó. Chị đứng chết trân luôn. Anh Hùng kia anh đi tới chút xíu rồi anh biến mất, rồi anh lại xuất hiện ở cái đầu của đằng kia. Anh lại bước từng bước như vậy nữa. Anh đi một đoạn chừng 10 mét, anh lại biến mất rồi quay về vị trí ban đầu. Chị lên lúc đó chị mới là cái người kỳ lạ, thay vì mình gặp ma mình chạy luôn hay là mình la cái gì đó, còn đằng này chị cứ đứng im vậy đó. Chị nhìn cái hồn ma kia xuất hiện mấy lần. Rồi một hồi nữa, anh Hùng anh đi quẹo vào trong ngôi miếu, anh ngồi tựa xuống dưới cái ngôi miếu. Chị vẫn đứng chị nhìn quan sát từ sớm tới giờ luôn. Hồi sớm tới giờ chị thấy là anh Hùng anh đi tới đi lui, ánh mắt của anh chưa từng nhìn qua chị một cái nữa. Anh Hùng này anh có thấy chị không chị không biết luôn, mà anh cứ đi qua đi lại. Chị cứ đứng chị nhìn, chị thấy anh ngồi xuống dưới miếu rồi, anh ngồi hai tay để phía trước vậy nè, anh cứ gục gà gục gật. Sau cái cảnh này anh tái hiện lại cho chị nhìn thấy được lúc ảnh mất ra sao. Trời ơi, chị thấy chị rất là muốn nhào tới để ngăn cản, mà chân của chị như là nó bị đổ cột xi măng luôn rồi, cái chân nó cứng ngắc à. Khi mà ở trên miệng của ảnh xùi ra cái bọt màu trắng rồi, ảnh mới biến mất. Chị lại nghe thấy tiếng khóc của ảnh, nghe ảnh khóc rỉ rỉ mà giờ đâu có thấy nữa đâu. Chị thức tỉnh rồi, bây giờ mình phải về nhà. Chị quay đầu xe liền chạy thiệt là lẹ về nhà của mình. Sau khi chị gặp cái vụ của anh Hùng rồi á, về nhà chị Linh bị sốt rất là cao. Tới trưa của ngày hôm sau luôn á, chị mới tỉnh dậy, rồi chị kể lại cho cả gia đình nghe ngày hôm qua gặp vậy đó. Thì mẹ của chị mới kể, mới hồi sáng sớm nè, có một cái anh đó, ảnh đi chợ sớm giùm cho mẹ của ảnh, anh chạy ngang qua đây thì thấy anh Hùng từ trong mé lề ban qua. Ảnh thắng gấp quá rồi anh té, trầy tay trầy chân hết trơn à. Hỏi kỹ lại mấy lần thì cái anh đi chợ này vẫn khẳng định là nhìn thấy diện mạo của anh Hùng. Anh đi chợ anh diễn tả lại là anh Hùng anh mặc cái bộ đồ đó hen, dốc dáng như vậy là y chang như chị Linh thấy luôn. Anh Hùng ấy vừa mới mất nên vong hồn của ảnh rất là linh, cứ xuất hiện ở đây nhiều lần. Mẹ của chị mấy hôm còn chưa có tin lắm, nghe mọi người nói mà mẹ bàn ra không à. Cho tới cái hôm mà mẹ đi đám giỗ của một người thân trong dòng họ, mẹ đi về là 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối thôi. Mẹ đi ngang qua chỗ ngôi miếu này thì mẹ nghe khóc. Nhìn vào ở phía trong ngôi miếu, mẹ thấy anh Hùng anh ngồi ở kế bên ngôi miếu rõ ràng. Rồi mẹ chạy thiệt là nhanh về nhà, mẹ kể cho chị nghe. Mẹ về mẹ hốt hoảng hơn chị rất là nhiều lần. Chứ hôm trước chị gặp là tính ra chị gặp cũng cả 15 phút luôn á. Chị đứng chị cứ theo dõi ảnh làm từng hành động. Còn mẹ chỉ thấy thoáng vậy thôi, mẹ về mẹ la quá trời. Dân của anh Hùng xuất hiện tới 49 ngày thì những người dân ở đây người ta không có thấy ảnh nữa. Nhưng ba mẹ của anh Hùng để chắc chắn được ảnh có về được nhà hay không á, thì ba mẹ có mời thầy tới đây để cúng kiến. Mà lúc đó là cũng 2 tháng rồi, bởi vì nghe những người dân ở trong xóm nè cứ gặp vong hồn của ảnh hoài, ba mẹ mới biết ra là ảnh vẫn còn ngoài đó, kêu về cúng kiến. Thì từ sau cái lần đó là hoàn toàn không có thấy anh Hùng hiện ra thêm một lần nào nữa cả. Đó là toàn bộ câu chuyện như được chị Nhi gửi lại cho Như, một câu chuyện do chính chị trải qua. Tính ra chị Nhi này bảo cũng bản lĩnh ghê không quý vị. Mình gặp ma mà thấy xuất hiện lúc ẩn lúc hiện mấy lần như vậy ta chạy đi, còn đằng này mới đứng mới nhìn ma gì mà nhìn tới 15 phút luôn. Cũng hên là anh này ảnh mới mất á, rồi ảnh cũng không có muốn hại ai cả, nên
nên chỉ xuất hiện vòng vòng để cho mọi người thấy như vậy thôi. Đó là toàn bộ câu chuyện như được chị Nhi gửi lại cho Như là câu chuyện thứ hai. Bây giờ mình sẽ sang câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này như được chị Tiền gửi lại cho Như. Chị thì chị làm ở trong cái chỗ này, giống như là cái chỗ đó thì có tên đàng hoàng nhưng mà Như không có dám gọi tên, tại vì mình sợ là ảnh hưởng tới việc kinh doanh của người ta. Cái chỗ này giống như là cái chợ mini vậy đó, mình vô mình mua thịt cá rồi tất cả những đồ dùng sinh hoạt, bánh trái cái gì cũng có hết, ở đâu cũng có hết trơn ngàn, ở đâu cũng có cái này cả, nhưng mà Như không có dám gọi tên ra. Mà quý chị nghe Như diễn tả tới đây thì quý chị biết đó là chỗ nào rồi. Chỗ chị làm việc là ở một chi nhánh trong khu vực của quận 7. Khi mà chị làm việc ở trong đó, chị Tiền đã gặp một dông nhi trong cái kho của cái chỗ này. Ngày hôm đó chị cũng tới làm việc như bình thường thôi. Buổi sáng mình tới mần cá rồi mình cắt thịt bỏ vô trong khay, cũng làm việc như bình thường. Tới gần gần cuối ca một chút xíu á, chị vào trong kho để chị lấy một cái thùng sữa đó, bởi vì có một người khách phía ngoài kêu chị vô lấy sữa. Chị đang vô, chị coi coi giờ cái thùng sữa nó ở đâu, bởi vì cái kho hàng rất là nhiều. À, chị thấy rồi, cái thùng sữa nó nằm ở cuối gốc ở đằng kia. Chị cũng vô, đang lọ mọ kéo cái thùng sữa ra. Cái chị bị dỗ vào trong mông á, dỗ nhẹ nhẹ. Chị nghe kêu: "Cô ơi, cô cho con hộp sữa đi cô." Chị Tiền quay lại thì thấy cái đứa nhỏ nó cỡ độ 7 tuổi, là một thằng bé trai. Tóc của nó thì nó cắt qua hai bên để bảy ba như thế này nè. Ở trên người thì cũng mặc một cái bộ đồ thun bình thường thôi. Nhìn đứa nhỏ cái mặt nó cũng sáng láng, nhưng mà ở trong kho chị thấy chị hơi tối, rồi cái đứa nhỏ này nó cũng hơi tối nữa. Đèn ở phía trên thì có mở mà theo như cái gốc của đèn á, nó chiếu sáng thì nó đã bị chặn bởi những cái kệ hàng rồi. Chị hỏi là: "Ủa con, sao con vô đây được vậy? Ở đây là kho hàng của cô mà." Đứa nhỏ nó nói: Dạ con ở đây mà, cô ơi cô cho con hộp sữa đi, con đói quá à. Chị thì chị kéo cái thùng sữa qua rồi, chị kẹp trong nách vậy nè. Chị mới nắm tay đứa nhỏ định là dẫn nó ra ngoài, coi con cái của ai, thì có muốn mua sữa hay chị thì ra ngoài kêu ba mẹ mua cho. Chứ mà vô trong đây lỡ đâu nó phá đồ đạc này kia rồi mất công chị đền nữa. Chị chụp tay đứa nhỏ, nhưng mà đứa nhỏ nó giật lại rồi. Chị chưa có đụng được vô trong da thịt của nó nghe. Nó nói là: "Con ở đây. Cô ơi cô cho con hộp sữa đi, con đói quá." Nó vừa nói mà nó vừa nhõng nhẽo, cũng thấy tội nghiệp lắm. Chị để ý thấy khuôn mặt của đứa nhỏ là nó bị hớp sâu vào một chút xíu, còn ngoài ra tất cả diện mạo của nó đều bình thường cả. Chị kêu là: "Thôi con ra ngoài đi, con ra ngoài với cô nè." Chị vừa ngoắt nó nhưng mà nó càng lùi xa hơn, rồi xong nó chạy sẹt qua người của chị, nó mất tiêu à. Chị thấy nó chạy tới cuối chỗ kệ hàng rồi không thấy nữa. Cái chị mới ra, chị đi vòng trong kệ hàng thì không thấy đứa nhỏ. Chị đoán có thể nó đã ra ngoài được rồi. Nên chị cũng cầm cái thùng sữa ra cho khách luôn, để người ta phía ngoài người ta đợi. Chị ra rồi hồi nữa dán khách, chị có hỏi lại những người làm chung với chị nè: "Ê mấy bà, hồi nãy mấy bà có thấy đứa nhỏ nào nó chạy vô trong kho không? Hồi sớm tôi vô tôi lấy thùng sữa, tôi thấy có nhóc nào á." Mọi người mới giật mình, nói là: "Trời ơi, có đứa nhỏ này vô trong kho hả? Đâu vô kiểm tra lại lần coi, chứ lỡ đâu nó phá đồ đạc này kia đồ mất công mình nữa." Cũng vô kiểm tra một lần và hoàn toàn không có thấy đứa nhỏ. Đó là lần đầu tiên chị Tiền gặp phải hồn ma của đứa nhỏ. Qua mấy ngày hôm sau nữa, cũng là một lần ở trong kho, chị nghe cái tiếng sột sột, trong khi chị đang lấy đồ bên đây, tưởng có con chuột hay là con gì nó chạy qua. Nhưng mà chị nghe cái tiếng sột sột, rồi nghe cái tiếng nhai nhộm nhạm nữa. Chị mới đi về cái hướng đó, chị thấy ở ngay chỗ này là góc tối, mà chỗ đó ngay góc khuất của camera luôn. Có một đứa nhỏ, nó ngồi nép ở trong góc và trên tay của nó đang xé một bịch bánh để ăn. Chị hốt hồn, chị nói: "Ủa, cái thằng nhóc hôm bữa nào cho là, ủa con, sao con xé bánh ở đây? Ba mẹ con đâu?" Chị vừa nói vừa chạy sắn tới. Đứa nhỏ nó giật mình, bởi vì bị chị phát hiện rồi, nó đứng lên, nó buông bịch bánh ra, nó chạy. Chị Tiền vẫn nghe thấy tiếng bước chân, đứa nhỏ nó chạy bịch. Nó chạy đâu tới ngoài mất tiêu rồi. Chị ra ngoài chị nhìn giáo giác như thế này nè, còn hỏi lại những người đồng nghiệp có thấy nó không. Chị vô chị kiểm tra một vòng trong kho cũng không thấy nữa. Ủa cái đứa nhỏ này ở đâu rồi ta? Chị lại chị thấy cái bịch bánh đó được xé ra rõ ràng. Trời ơi, giờ nó xé vậy mình cầm ra, người ta không biết, người ta nói mình xé bánh ăn dụng.
chị đem ra rồi mất công vợ chị phải tính tiền cái bịch bánh này nữa, quá là oan ức rồi. Tới khi mà check camera lại chị mới biết cái gốc đó là ngay gốc khuất luôn. Đem bịch bánh ra rồi nhưng mà cuối cùng cái bịch bánh đó chị không có phải thanh toán ngàn, cũng là một bịch bánh snack bình thường thôi. Mà có điều diễn biến lúc chị còn ở lại trong kho là như thế này. Chị đi qua đi lại, chị nghe thấy tiếng động ở phía trên những cái kệ cao. Chị ngoái đầu lên, chị thấy đứa nhỏ nó đang ngồi ở tuốt ở trên cái kệ chỗ mà cao nhất luôn á. Nó ngồi ở cái tầng đó. Trời ơi, chị ơi, ủa con, trời ơi, sao lại đó, xuống đây. Chị đi gần lại, chị thò cái tay lên, chị chụp được cái chân của nó rồi. Chị chạm lấy cái chân của đứa nhỏ, xong mà nó lạnh ngắt vậy trời. Chị mới kêu là thôi thôi xuống đây con ơi, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Chị cũng không có tưởng tượng ra là đứa nhỏ nó trèo lên trên cái kệ cao nhất ở trên đó bằng cách nào luôn. Chị nắm lấy cái chân của nó mới rụt lên. Chị nhìn kỹ lại, ở trên cái chân của đứa nhỏ này nó có những cái bớt mà đốm đốm á nghe. Những cái bớt mà nó bự bằng cỡ đầu ngón tay của mình như thế này thôi. Rất là nhiều cái phần chân, rồi cái phần mặt của nó cũng có nữa. Chị nhìn á, cái đứa nhỏ vậy nó khum xuống, nó nhìn chị. Chị thấy con mắt của nó đen xì lì à, con mắt mất tiêu rộng trắng. Mấy hôm trước á, chị thấy là cái má nó hơi hớp thôi, nhưng mặt mày da thịt bình thường. Tới ngày hôm nay nó bị cái gì vậy, chị mới hết hồn. Ủa con ơi, con bị gì vậy, con bị gì vậy? Đứa nhỏ nó chớp mắt cái nó mở ra, con mắt của nó sáng lai lái luôn. Chị có cảm giác sợ rồi, chị lùi dần ra đằng sau. Đứa nhỏ nó nhảy từ trên, nó nhảy một cái ịch xuống. Chị nghe thấy cái tiếng nó đáp xuống dưới đất nữa. Đứa nhỏ này nó nhìn chị, nó kêu là cô ơi, cô cho con hộp sữa đi con đói quá. Nhìn khuôn mặt thì thấy ghê, mà cái giọng nó nói ra là cái giọng con nít bình thường, như là nó xin mình hộp sữa thôi. Nhưng mà cái chị đang gặp là gì vậy? Chị sợ quá, chị cứ lùi lại đằng sau. Mà lúc đó là chị đã té rồi nha. Chị cứ trường ngược lại, miệng cũng đờ. Hồi sớm mình còn nói chuyện với nó lớn tiếng, mà giờ thấy cái ngoại hình này chị không biết nó là cái gì. Cái miệng của chị cứng luôn, nó há ra vậy nè, không có nói được tiếng nào cả. Đứa nhỏ nó cứ tiến tới, chị lùi một cái nó tiến một cái, chị lùi một cái nó tiến một cái. Nó bò gần tới người của chị rồi. Vô tình lúc đó chị đụng phải một cái thùng sữa. Mở trong cái thùng này là nó có những cái bịch nghe, giống như là hộp. Mấy cái bịch sữa nó rớt ào ra. Đứa nhỏ này lập tức nó chạy nhào tới những cái bịch sữa đang đổ ở trên sàn. Nó nhào tới nó cắn lên bịch sữa. Và nó hút nó cắn mấy bịch luôn. Chị bị đứng người á. Chị cứ mở mắt trừng trừng nhìn đứa nhỏ. Nó hút hết bịch sữa này tới bịch sữa khác. Nó làm 3 bịch liên tục. Sau khi xong rồi nó lấy cái tay, nó giết cái mỏ nó qua vậy nè, nó chùi miệng, xong nó hút một cái dèo, nó biến mất ở sau một cái kệ. Chị đứng hình luôn, chị cứ ngồi im như vậy, sữa trước mặt của mình thì nó đổ rồi còn có 3 bịch. Đứa nhỏ này nó dắt sạch sẽ hết luôn 3 cái bịch sữa đó. Chị còn hoang mang lắm, tới khi mà có một người đồng nghiệp vô, thấy chị té mặt mày xanh lè xanh lét mà sữa chị đó nó đổ ra tùm lum. Chạy lại đỡ chị dậy rồi phụ mấy hộp sữa lên, có 3 cái bịch sữa. Cái người đó hỏi chị, ủa Tiền ơi, bộ bà đói bụng lắm hả, bà vô trong đây bà lén bịch sữa này bà lén uống hả? Chị Tiền chỉ giải thích mà không có ai tin cả, bởi vì lúc đó chỉ có một mình chị ở trong kho. Ở trong đoạn camera có quay lại được cái cảnh như thế này, không có quay lại được ngoại hình của hồn ma đứa nhỏ kia ngang, chỉ quay lại được cái cảnh là chị nói chuyện gì đó với không khí ở phía trên, rồi chị té ra xỉu, chị đụng phải thùng sữa, mấy cái thùng sữa nó đổ ra, rồi có 3 bịch tự nhiên nó bị bắn, nó bắn sữa ra ngoài á, một bịch rồi tới bịch tiếp theo rồi một bịch nữa, tổng cộng là 3 bịch mà lần lượt từng bịch nha. Cái kiểu nó rất là kỳ. Đoạn camera đó có quay lại được nhưng mà không ai giải thích tại sao cả. Chị sợ quá rồi, làm đây chị gặp ma gặp quỷ vậy, về nhà chị bị ám ảnh ngủ đâu có được đâu. Nên cuối cùng chị quyết định là xin nghỉ luôn, không có làm ở cái chỗ này nữa. Đó là một trải nghiệm đi làm kinh hoàng nhất của chị Tiền. Chị nói không nghĩ ở một cái chỗ trung tâm ha, ở phía ngoài xe cộ người ta qua lại, khách khứa người ta vô rất là nhiều. Chỉ khi mà chị bước vào trong kho, chị đã gặp Dông Nhi. Chị không biết đứa nhỏ này nó đã mất từ hồi nào, nhưng tới khi mà chị gặp được nó là chị vô đây làm cũng 2 tháng mấy rồi đó. Chắc vô rồi tới đợt đó chị nhẹ vía quá, hay là tới cái thời kỳ chị mệt trong mình hay sao chị mới gặp đứa nhỏ đó. Mà không phải gặp một lần, gặp tới 2 lần kinh dị như vậy ha.
Câu chuyện của chị Tiền tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện của chúng ta ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Nếu quý vị, ông bà, cô chú, anh chị mình có những câu chuyện mà mình được biết, được nghe, được kể lại, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến tất cả khán thính giả ở trong và ngoài nước nha. Mấy hôm nay Như còn nhiều chuyện quá chưa có kể kịp, nhưng mà quý vị yên tâm, lần lượt Như sẽ kể hết, không có sót tập nào đâu, nên quý vị đừng có lo nghe. Cảm ơn quý vị rất rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với kênh của Như. Như chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn, sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Và Như cũng kính chúc tất cả quý vị mình luôn luôn bình an, khỏe mạnh, vui vẻ và gặp thiệt là nhiều may mắn trong công việc cũng như là cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt, bye bye quý vị nghe. Bye bye.